nào để cho da nhạy cảm mất nhạy cảm và càng ngày càng đẹp hơn hay không? Không biết là có ai cũng giống như bạn ấy có một cái làn da nhạy cảm hay không? Làn da nhạy cảm là làn da mà dễ khô này, dễ cảm thấy châm chích, dễ cảm thấy rát, dễ hồng ban, dễ đỏ, và khi mà sử dụng bất cứ một cái sản phẩm gì trên da thì nó rất dễ viêm da cơ địa và dễ hình thành một cơ địa dị ứng hơn. Nguyên nhân tại sao mà có làn da nhạy cảm thì sẽ có hai nguyên nhân, đó là nguyên nhân bẩm sinh và nguyên nhân mắc phải. Nguyên nhân bẩm sinh đó là khi mà chúng ta sinh ra là chúng ta đã có cái gen mà mang cái làn da nhạy cảm rồi, thì những cái người mang gen mà có làn da nhạy cảm thì da của họ đã thiếu đi cái thành phần lipid ở trên da là hàng rào bảo vệ trên da, nên da của chúng ta rất là dễ nhạy cảm. Thứ hai đó là nguyên nhân mắc phải là những bạn mà sử dụng lạm dụng những sản phẩm treatment như là retinol, AHA, BHA trên da, và cái việc mà test kem chống nắng thường xuyên cũng là một cái nguyên nhân để mà da chúng ta nhạy cảm hơn. Cách chăm sóc làn da nhạy cảm như thế nào? Thì trước khi mà chúng ta sử dụng bất cứ sản phẩm hay là mỹ phẩm nào để skin care trên da thì chúng ta cũng phải chú ý là những cái sản phẩm mỹ phẩm đấy có cung cấp cho chúng ta hàng rào lipid bảo vệ ở trên bề mặt da và cân bằng hệ vi khuẩn ở trên da hay không. Ngoài ra thì cái sản phẩm mà chúng ta lựa chọn như là những cái sản phẩm skin care hay là mỹ phẩm trên da thì đều phải có đủ 4 yếu tố, đó là làm dịu da này, cấp ẩm cho da, phá ẩm cho da, giảm thâm cho da, quan trọng nhất là sẽ cải thiện kết cấu da chúng ta. Và các bạn chú ý là luôn luôn phải test sản phẩm và mỹ phẩm trên một diện tích nhỏ trên da trước khi chúng ta quyết định sử dụng những cái sản phẩm và những cái mỹ phẩm để lâu dài cho da hay không nhé.